Dạ vâng, em chào các bác nhé. Hôm nay thì em lên sóng quay cho các bác xem có vài con âm ly giá rẻ này các bác này. Đấy, mỗi con thì nó có một ít xấu ha. Đấy, cho nên là những con này thì em bán giá rẻ lại cho các bác dễ chơi. Rồi, và ở phía trước thì có một cục đẩy Classic Pro này. Đấy, con này cũng bị chày nhiều luôn ha. Con này em cũng bán giá xả luôn này các bác này. Rồi, và đầu tiên là đây cái cặp mít, em còn một cặp mít săn xui. Đây các bác cùng xem cặp mít săn xui 2002 này, da băng đấy. Cặp mít ha, được tháo từ loa SB2002, dòng loa mắt cáo của hãng Sansui. Đấy, cặp mít này thì tất cả nó còn nguyên bản hết, và nó bị lủng nhẹ một cái mũi này các bác này. Đấy, lủng một cái mũi ha. Nhưng mà các bác xài bình thường, không có ảnh hưởng tới chất âm. Đấy, tất cả là hoạt động bình thường ha, còn rất là tốt. Đấy. Rồi, cặp mít này thì nó tầm 12cm các bác này, đường kính tầm 12 ha. Đấy, vậy em cũng xin bán thanh lý cho các bác cặp này là 400k. Đấy, cặp mít Sansui của Nhật ha, 400.000 cặp này là em bao ship này. Đấy, tất cả là hoạt động bình thường, sim nguyên bản, chỉ có rắt một cái mũi nhẹ thôi. Rồi, và đây là tiếp tục là một cục đẩy, đây là cục Classic Pro ha. Con này cái tên nó bị chày này các bác này, và cái tay cũng chày ha, nắp lưng cũng xước xác. Con này là con CB1000. Đấy, nó hơi chày những cái mặt này các bác. Tổng thể lại thì còn khá là đẹp, các bác cùng xem qua ha. Đấy, cũng có bị vài vết chày. Rồi, đây là cái nắp lưng đây. Đấy. Rồi, em mở cho các bác xem bên trong nội thất. Dòng 1000 này thì rất là khỏe rồi, các bác có thể đánh những cặp loa bass 30 hoặc là 40 ha, hàng Nhật. Rất là tốt. Đấy, bên trong một cái nguồn lớn này, 4 tụ lọc và dãy sò đây ha. Nó chạy tổng cộng là 16 sò than các bác, sò than Toshiba. Đây các bác xem ở trên là 4 con này. Và ở dưới nữa nó có 2 lớp ha. Bên đây tổng cộng 8 con, bên đây 8 con nữa là 16 sò than Toshiba. Đấy. Rồi, và đây là phía sau của đẩy đây. Đấy, nó bị những cái rỉ rỉ bên đây này các bác này. Rồi, hai quả tản nhiệt hai bên, đường vào là 6 ly Canon. Dòng này dòng thương hiệu Mỹ ha. Đấy. Thương hiệu Mỹ, xuất Nhật, điện 100V. Đây, điện 100V các bác này, công suất tiêu thụ 370W. Hai cầu loa đây, đánh từ 4 tới 8 ohm. Rồi, Classic Pro CB1000. Đây, các bác chơi những cặp loa Nhật bass 30 40 đều được hết. Rồi, con này bình thường nó tầm 4,5 triệu, 4,8 triệu các bác, nhưng mà hôm nay nó bị xước như vậy ha. Em cũng xin bán thanh lý cho các bác con này 3,2 triệu. Đây, 3,2 triệu con này ha. Đấy, thanh lý cho các bác 3,2 triệu em bao ship. Rồi, và tiếp theo là con âm ly Pioneer. Đây là con Pioneer SA7900 này. Đấy, dòng 7900 thì các bác nghe rất là hay ha, trong cái tầm tiền. Đấy, hầu như là trong cái tầm tiền của nó là rất ít con âm ly mà có thể nghe được như vậy các bác. Nó có hai cái đèn tia ở đây, khi mà các bác mở nhạc nó sẽ nháy ở đây ha. Rồi, dòng này thì các bác chơi được cầu A hoặc là cầu B. Đấy, không đánh được A cộng B ha. Bát chép, ba lăng, low net này, volume. Con này thì mặt còn đẹp lắm, các bác xem mặt mũi này còn sáng bóng ha. Đấy, mặt mũi là còn đẹp lắm. Và đây là cái nắp lưng. Đấy, nắp lưng cũng còn khá là mới. Bên trong thì nó hơi xuống màu các bác. Nội thất của nó thì nó hơi xuống màu ha. Đây các bác cùng xem nội thất này. Nhưng mà tất cả là zin hết, hoạt động hoàn hảo hết. Đấy, nguồn đây, tụ lọc đây. Đấy, phía mặt thì hơi xuống màu các bác, bị ố vàng nhiều ha. Đấy, nhưng mà tất cả là hoạt động bình thường, rất là ngon lành luôn, em test hết rồi, tất cả hoàn hảo ha. Đây là phía sau. Đấy, phía sau cũng còn đẹp này. Hai cầu loa AB trở kháng từ 4 tới 10, xin lỗi các bác, trở kháng là từ 6 tới 16 ohm. Rồi, và con này điện 100 này, công suất 130W. Con 7900 này thì các bác ghép nghe nhạc, ghép vào những cặp loa Nhật ha, bass 30 các bác chơi vẫn tốt luôn. À, những dòng loa nghe nhạc của Nhật thì nó rất là nhẹ ha. Rồi, con Pioneer 7900 này là giá bình thường nó tầm 3,5 triệu ha, nhưng mà hôm nay cái ruột nó không có được đẹp, nó xuống màu ha, nó hơi cũ, thì con này em cũng xin bán thanh lý cho các bác 2,5 triệu ha. 2,5 triệu con này. À, tất cả thì em bao zin và hát hoàn hảo hết rồi. Rồi, 2,5 triệu con này là em bao ship này. Rồi, và tiếp theo là một con âm ly Victor. Đây là con Victor ZS75. Đấy, con này thì cũng không được đẹp luôn, nó cũng bị xước xát dăm dăm ha. Đây, quay tổng thể cho các bác xem này.
Đấy. Nói chung thì cũng còn khá là đẹp các bác ạ. Chỉ bị xước một vài chỗ nhỏ nhỏ chỗ này thôi. Đấy, tổng thể lại thì còn đẹp này, các bác cùng xem qua. Rồi, và phía trên đây thì nó cũng có một ít xước dăm dăm ha, phía trên đầu này. Rồi, dòng này thì các bác chơi được AB cộng B này, bát chép. Đấy, ba lăng đây, đầu nét này. Nó bị lai một cái nút các bác. Nó bị lai một cái nút chụp ở ngoài ha. Bình thường nó là như vậy mới đúng này. Còn cái này, cái tròn tròn này là bị lai vào ha. Đấy, nhưng mà xài vẫn được bình thường ha. Rồi, dòng này thì rất là chất các bác, chạy 8 sò sắt. Đấy, nắp lực đẹp, em mở bên trong cho các bác xem. Rồi các em này, em mở bằng hai tay các bác cho em xíu ha. Rồi các bác cùng xem bên trong nội thất đây. Đấy, rất là gấu luôn, hai nguồn này và bốn tủ lọc, bên đây hai con, bên đây hai con này, bốn tủ lọc và tám sò sắt. Đây các bác xem, bên đây bốn con sò sắt ha, bên đây bốn con nữa này, này tám sò sắt, tất cả là nguyên bản hết, tất cả là nguyên xi nguyên bản hết. Con này bình thường rất là mắc các bác, tầm 6 triệu ha, cho tới 6,5 triệu. Đấy, năm ngoái em toàn bán là 6,2 triệu không mà các bác, những con đẹp là em bán 6,2 triệu không mà. Rồi đây là phía sau của âm ly này. Con này điện 100 ha, công suất 195W, made in Sabang, hai cầu loa AB và trở kháng là từ 4-16 ohm, A cộng B là 8-16. Đấy, có rề ao này, những đường vào đây. Victor CS75, con này rất là hot ha. 8 sò sắt các bác, cực kỳ khỏe, đánh loa 30 rất là căng. Đấy, nghe nhạc thì các bác khỏi chê rồi. Rồi và con này em cũng xin báo giá cho các bác luôn. Đấy, con này nó không có được đẹp xuất sắc ha, bị lai nốt này, xước xước nhẹ nhẹ. Con này để cho các bác 3,8 triệu ha. 3,8 triệu con này là em bao ship này. Đấy, tất cả là zin hết. 3,8 triệu em bao ship. Rồi và tiếp theo là con âm ly Pioneer. Đây là con Pioneer AV1002. Con này mặt đen ha, về nó bị rớt cái nắp chụp ở đây các bác. Bình thường nó có một cái nắp meca ở đây. Đấy, nó chụp những cái này lại. Mà con này về bị rớt mất rồi. Rồi, dòng này thì các bác chơi được AB cộng B này, bát chép ba lăng. Đấy, low net này các bác. Chức năng này như là một nút low net ha. Các bác nhấn vào thì nhạc sẽ to hơn, bát chép nó sẽ nhiều hơn. Đấy, nó như là low net này các bác. Những đường vào trên đây. Con này thì công suất rất là khỏe cho các bác chơi những cặp loa công suất lớn ha, bát 30. Rồi, đây là phía trên nắp lưng đây. Đấy, con này nó bị xước xát trên đây các bác. Xước xát trên đầu ha. Đấy, bên trong thì rất là đẹp, bên trong là đẹp xin hết. Đấy, bên trong các bác ha, cực kỳ đẹp luôn. Một cái nguồn đây, hai tủ lọc và nó chạy bốn sò than các bác, bốn sò than dưới này ha, nằm ở cái mé dưới, mình phải lật ngược âm ly lên thì mới thấy được. Rồi đây là phía sau của âm ly. Đấy, cũng còn khá là đẹp các bác. Rồi đường vào thì các bác vào dưới này ha, CD này, tuner này các bác này. Đấy, hai đường vào đây. Rồi con này thì điện 100, công suất là 240W, trở kháng từ 4-16, A cộng B là 8-32. Đấy, các bác chơi những cặp bát 30 rất là căng, ghép nghe nhạc. Đấy, tiếng của Pioneer thì các bác khó mà chơi được ha, rất là hay trong cái tầm tiền của nó. Rồi con Pioneer AV1002 này, em cũng xin bán cho các bác 2,3 triệu ha. 2,3 triệu con này là em bao ship này. 2,3 triệu bao ship. Rồi và cuối cùng là một con Pioneer. Con này là con A636. Đấy, một dòng âm ly cũng rất là hot của nhà Pioneer này. 636 rồi 838 ha. 717 đấy, thiết kế như nhau các bác này. Rồi dòng này các bác chơi được AB cộng B này, bát chép ba lăng. Con này thì nó bị lai một nút. Đây, nó bị lai một cái nút cuối cùng này. Nút này mình không có xài tới ha, nhưng mà nó bị lai. Nhưng mà lai cũng rất đẹp các bác. Đấy, cái nút cũng cực kỳ đẹp ha. Đấy, nút chin nó là như vậy này. Còn này là nút lai nhưng mà rất đẹp. Rồi, volume đây, những đường vào đây. Mặt mũi thì còn khá là mới này, các bác đã xem qua. Rồi, và đây là phía trên nắp lưng. Đây, em mở cho các bác xem bên trong ha. Đấy, bên trong thì đẹp, đẹp xin hết. Đây, bên trong các bác cùng xem đây. Nguồn này, tủ lọc này.
và vĩ mạch đây. Dòng này thì họ ốp lại nhiều ha, ốp vĩ mạch lại nhiều này. Chạy 4 giọt than, các bác xem có thể thấy này. Hai con đen, hai con xanh. Đấy. Đấy, vĩ mạch họ ốp lại hết. Rồi đây là phía sau của âm ly này. Con này đi 100V, công suất 230W. Đấy, khá là khỏe. Hai cầu loa AB. Trở kháng là từ 4 đến 16 này các bác. A cộng B là 8-32. Rồi, Pioneer 636. Các bác chơi những cặp bát 30 ha, rất là căng. Ghép nghe nhạc. Con này bình thường nó tầm 3.8 triệu các bác, mà hôm nay nó bị lai cái nút ha. Em cũng xin bán thanh lý cho các bác 3 triệu đồng ha. Con này thanh lý cho các bác 3 triệu đồng. Là em bao ship toàn quốc này. Đấy, bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây, 0981 384842. Vậy em cũng xin chào các bác nhé.